trên đường Huỳnh Tấn Phát. Thì tôi đi thẳng nữa là tôi sẽ đi về Cần Giờ nhá. Đi ra Thà Bình Khánh là cách đây khoảng gần 2 cây ấy. Và cách cái đường Nguyễn Bình khoảng mấy trăm mét thôi. Nếu các bác rẽ phải cái đường Nguyễn Bình ấy thì các bác sẽ đi ra đường Cầu Huỳnh Thọ và Thà Bình Khánh. Thì đó. Nhưng mà hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho các bác một chung cư nhá. Đây là chung cư Nguyễn Bình này. Chung cư này tôi đã giới thiệu rồi. Nhưng mà hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác cái chung cư bên kia kìa. Chung cư Anh Tuấn của Anh Tuấn Group. Để coi chung cư này là như thế nào nhá. Chung cư này thì nằm ở vị trí nó có cái view rất đẹp nhá. Nhìn ra bờ sông rất đẹp. Nhưng mà ở rất là xa và nằm ở gần trên đường Tân Phát ấy. Nếu mà từ cái chung cư này mà các bác đi đi lên quận 7 thì đi lên Phú Mỹ Hưng ấy thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 10 cây. Đấy, khá là xa, cũng không gần đâu. Rồi, ở đây chúng ta vòng lại nhá. Đây đường Nguyễn Bình các bác này, đi thêm khoảng 7 cây nữa thì ra được khu công nghiệp Hiệp Phước đấy. Đường này xe lớn và kẹt xe dữ lắm. Và nguy cơ ngập cũng khá là cao. Ở đây chúng ta vòng lại. Đường này đi hơi đáng sợ các bác ạ. Bụi bặm. Xe to, bụi bặm. Cái khu vực đường Huỳnh Tấn Phát này rất là lộn xộn. Vừa an ninh này, vừa đường xá này rất là bẩn. Có khả năng ngập nước rất cao. Đấy. Nhưng mà nó rất tiềm năng. Thì sắp tới thì người ta xây cầu đi về Cần Giờ ấy. Cho nên cái khu này tương lai nó không phát triển đấy. Thì đây là cái cổng vào của khu dân cư Anh Tuấn này các bác này. Đấy, người ta đang bàn giao căn hộ đấy. Chung cư này mới xây, mới toanh nà. Căn hộ Anh Tuấn Apartment nhé. Đấy, đẹp lắm. Mới toanh. Nói chung là cũng kiểu cùng dạng căn hộ thu nhập thấp. Đấy. Wow, mới toanh luôn. Ít người ở, đang còn ít người ở. Tôi nghĩ chắc còn khá là ít người ở đây. Nhìn nó thiết kế nói chung là không được, không mang nhiều cái nét thẩm mỹ cho lắm. Với lại nhìn cảm thấy nó rời rạc quá, chưa đẹp, chưa có tính thẩm mỹ. Thì ở đây là phía sau cái khu dân cư Anh Tuấn này nhá, được bọc lại bởi mấy cái bức tường này. Lộn đường rồi, quay ra lại thì tới đâu này xem có cái gì. Mấy cái chung cư ở đây là giá nó rẻ các bác ạ. Nó sẽ rơi vào tầm khoảng chưa đến 1 tỷ một căn đâu. Cao lắm là 1 tỷ 2 một căn nhá. Và giá thuê thì chắc sẽ chỉ khoảng vào tầm khoảng 4 triệu đến 6 triệu một tháng. Chứ không thể cao lên được nữa. Mấy khu này khó cao lắm. Thì cái chỗ này nó gần đường cái là gần thằng Cúc Mắc nhá. Cúc Mắc Nguyễn Bình. Là bên đường Nguyễn Bình đấy. Đối diện gần với huyện ủy Nhà Bè đấy. Đấy. Thì cái chung cư này nó là như thế. Mới xây không ạ? Khá là đẹp. Mới toanh bếp này. Thì đấy thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái chung cư Anh Tuấn Apartment nó là như thế, nó nằm ở vị trí như thế. Đấy, phía bắc trước các bác chính là cái chung cư Nguyễn Bình đấy. Thì chung cư Nguyễn Bình này trông có đẹp hơn và có không gian hơn nhé.
Còn thằng anh Tuấn Apartment này thì đường đi vào cũng xấu. Nói chung là nó không được đẹp. Thiết kế thì cũng xấu. Nhìn nó có lẽ là mấy khoảng 2-3 năm thôi thì nó sẽ xuống cấp. Nhìn cái kiểu thiết kế như thế thì đã xuống cấp rồi. Thì từ cái chung cư đấy các bác đi ra đây thì ra đường Huỳnh Tấn Phát này này, các bác đi thẳng lên là đi lên quận 7 được nhá. Rồi thì tôi giới thiệu cho các bác biết cái chung cư anh Tuấn này, apartment này nó là như thế. Để các bác nào mà có nhu cầu đầu tư ở hay là thuê gì đấy thì có thể ghé thăm nhá. Nhưng mà các bác nào mà làm quận 7 này, làm ở đường Huỳnh Tấn Phát ấy, làm ở Nhà Bè, làm ở khu công nghiệp Hiệp Phước ấy, thì thuê ở cái khu này rất là tuyệt vời. Còn làm mấy quận 1 rồi thế thì thôi, nên bỏ ý định đó đi, xa lắm. Rồi hẹn các bác ở video sau và nhớ đăng ký kênh của chúng tôi nha.